Ứng dụng gọi xe Uber ra đời khi những nhà đồng sáng lập của nó cảm nhận được sự khó khăn khi họ phải bắt taxi dưới trời mưa. Bằng khả năng kinh doanh nhạy bén của mình, họ đã leo lái công ty trở thành ông lớn trong ngành dịch vụ vận tải, thậm chí còn tạo ra một trào lưu gọi là Uber hóa. Mặc dù vậy, ông lớn ấy cũng phải đối mặt với hàng loạt scandal từ khi mới thành lập, thậm chí còn phải chấp nhận rút khỏi một số thị trường mà tiêu biểu là Đông Nam Á. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Uber, ông lớn gọi xe thay đổi ngành vận tải thế giới. Hai lần kinh doanh không suôn sẻ. Travis Cordell Kalanick sinh ngày 6 tháng 8 năm 1976 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, trong một gia đình không mấy khá giả. Với bản chất tự tin, khả năng thuyết phục và bản tính không thỏa hiệp, từ năm 10 tuổi, Kalanick đã khởi nghiệp bằng nghề gõ cửa từng nhà để bán dao cho hãng buôn dao Cutco. Lúc này, khiếu quảng cáo đã biến anh thành một tay buôn nhí có hạng, lúc nào cũng đam le bán cho chúng bạn cùng lớp và tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi kiểu. Sau này, Kalanick vào Đại học California theo đuổi ngành khoa học máy tính. Tuy nhiên, thay vì hoàn thành chương trình học, anh lại cùng 6 người bạn thân thành lập công ty Scour.com và chính thức bỏ học năm 1998 để tập trung xây dựng đế chế của mình. Ban đầu, công ty này dự định sẽ trở thành cỗ máy tìm kiếm tên trang web. Nhưng sau đó, nó đã trở thành hệ thống chia sẻ file dữ liệu trực tuyến phổ biến với 250.000 người dùng. Tuy nhiên, các ông lớn ngành công nghiệp giải trí đã không vừa mắt Scour.com và họ đã đệ đơn kiện, buộc công ty phải dừng hoạt động và bồi thường 250.000 đô la Mỹ. Năm 2000, khi không thể cứu vãn được nữa, nhóm sáng lập quyết định nộp đơn xin phá sản. Ngay lập tức, Kalanick và cùng người bạn Todd thành lập một công ty chia sẻ dữ liệu mới là RedSwoosh với đội ngũ kỹ sư cũ của Scour.com. Kalanick gọi đây là sự kinh doanh trả thù. Dịch vụ lần này tuy hợp pháp, nhưng Sở thuế Mỹ lại phát hiện RedSwoosh gian lận trong việc nộp thuế thu nhập cho nhân viên. Vụ việc này do người đồng sáng lập Todd gây ra, Kalanick không hề hay biết. Nhóm sáng lập phải trả 110.000 đô la Mỹ cho IRS để tránh phải ngồi tù, từ đó nội bộ công ty bị chia rẽ. Đến năm 2007, Kalanick đành phải bán đứa con thứ hai cho gã khổng lồ máy chủ Akamai với giá 19 triệu đô la Mỹ. Cuộc gặp gỡ định mệnh, Uber ra đời. Sự sụp đổ của hai dự án đầu đời đã khiến Travis Kalanick dần mất niềm tin vào thương trường. Năm đầu tiên sau khi bán công ty, Kalanick đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh đã đến Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hy Lạp, Pháp, Úc, Bồ Đào Nha. Tại đó, Kalanick đã gặp và kết bạn với Gareth Kemp, người vừa bán đứa con tinh thần StumbleUpon cho eBay với giá 75 triệu đô la Mỹ và cũng đang chìm trong tiền mặt như Kalanick. Khi đó, Kemp kể cho Kalanick về lần đi xe hơi xa xỉ với giá thuê 800 đô la Mỹ mà anh từng trải qua. Lúc đó, mặc dù có rất nhiều tiền sau khi bán StumbleUpon, nhưng Kemp vẫn cảm thấy chi phí thuê xe sang quá cao. Nếu có thể chia sẻ với một vài người bạn giàu có khác thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Buổi tối hôm đó, cả hai cùng về nhưng không thể bắt được chuyến taxi nào. Vì Paris đêm đó có mưa. Kể từ đó, Gareth Kemp và Kalanick đã quyết tâm tạo ra một ứng dụng mới với những tác vụ đơn giản. Chỉ cần bật điện thoại lên, bấm nút và đặt chiếc xe taxi bạn cần. Cả hai đã chọn cái tên Uber cho ý tưởng kinh doanh tiếp theo. Mặc dù vậy, thất bại từ hai công ty trước đã khiến cho Kalanick nản lòng và quyết định chỉ tham gia với vai trò là tổng tham mưu mà thôi. Gareth Kemp thì có thừa quyết tâm và sẵn sàng làm liều nên đã thuê tên miền mới là ubercab.com và xây dựng phiên bản đầu tiên của Uber. Ubercab được chính thức thành lập vào tháng 3 năm 2009. Tháng 10 năm 2009, công ty nhận 1,25 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư. Công ty vận tải hút vốn bậc nhất. Ubercab chính thức ra mắt công chúng vào năm 2010 dưới dạng dịch vụ xe hơi tư nhân hạng sang. Ryan Graves được mời về làm CEO của Ubercab. Thời điểm đó, mức phí của Uber cao gấp 1,5 lần taxi thông thường. Nhưng ưu điểm là hành khách có thể đặt xe chỉ bằng một nút bấm. Ứng dụng này nhanh chóng trở thành cơn sốt tại thung lũng Silicon. Tháng 12 năm 2010, Kalanick trở thành CEO và Graves đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Cả hai đều đồng ý rằng mối quan hệ hợp tác này rất tốt đẹp. Đến đầu năm 2011, ứng dụng này nhận 11 triệu đô la Mỹ sau vòng gọi vốn Series A, giúp giá trị công ty tăng lên 60 triệu đô la Mỹ.
Tháng 5 năm đó, Uber tiếp tục ra mắt tại New York, một trong những thị trường lớn và gây tranh cãi nhiều nhất. Từ tháng 12 năm đó, ứng dụng này lấn sân sang Paris, Pháp, đồng thời nhận thêm 32 triệu đô la Mỹ sau vòng gọi vốn Series B. Đến giữa năm 2013, Uber mở rộng sang Ấn Độ và Châu Phi, nhận thêm 258 triệu đô la Mỹ sau vòng gọi vốn Series C từ Google Ventures, giúp nâng giá trị công ty lên 3,76 tỷ đô la Mỹ. Tháng 7 năm 2014, Uber đặt chân sang thị trường Trung Quốc sau khi huy động được 1,2 tỷ đô la Mỹ, nâng giá trị lên 17 tỷ đô la Mỹ. Cuối năm đó, ứng dụng này tiếp tục nhận 600 triệu đô la Mỹ đầu tư từ hãng tìm kiếm Trung Quốc Baidu. Uber bắt đầu tích hợp ứng dụng bản đồ và tìm kiếm qua di động của Baidu, khai chiến với các hãng công nghệ lớn của Trung Quốc. Tháng 9 năm 2015, Uber tiếp tục huy động được 1,2 tỷ đô la Mỹ để mở rộng hoạt động tại thị trường Trung Quốc với đối thủ lớn nhất là Didi QID. Điều này cho thấy Uber là một trong những công ty công nghệ vận tải hút vốn bậc nhất thời bấy giờ. Dịch vụ phủ sóng ngành vận tải. Trong những ngày đầu, khách hàng muốn sử dụng dịch vụ phải gửi email để nhận mã truy cập vào ứng dụng. Sau đó họ có thể đặt một chiếc xe chỉ bằng một nút bấm. Chi phí đi xe được tự động trừ vào tài khoản tín dụng của khách hàng. Uber giữ 20% tổng cước phí, tài xế giữ phần còn lại. Khi du nhập vào một thành phố, Uber sẽ cho chạy một chương trình tuyển dụng quy mô dành cho các tài xế, mời chào họ bằng các ưu đãi. Hầu như giá xe Uber luôn rẻ hơn các hãng taxi thông thường, nhưng giá sẽ tăng lên mỗi khi trời mưa hay khi nhu cầu taxi tăng cao. Điều này khuyến khích các tài xế chạy xe. Đổi lại, khách hàng luôn bắt được xe nhanh, cho dù đôi khi họ phải trả nhiều tiền hơn một chút. Tháng 7 năm 2012, Uber tiết lộ dự án bí mật UberX giá rẻ với giá dịch vụ thấp hơn 35% so với dịch vụ xe xa xỉ Uber Black trước đó. Đến tháng 4 năm 2014, Uber ra mắt dịch vụ giao hàng Uber Rush tại Manhattan và bắt đầu mở rộng sang thị trường Trung Quốc từ giữa năm này. Giữa năm đó, Uber hợp tác với Blade cung cấp dịch vụ di chuyển bằng trực thăng Uber Chopper từ New York đi Hamptons với giá 3.000 đô la Mỹ một lượt. Đồng thời, dịch vụ Uber Pool cho phép ngắt chuyến và chia tiền phí giữa hành khách có cùng lộ trình cũng ra mắt. Đầu năm 2015, dịch vụ Uber Cargo ra mắt ở Hồng Kông, giúp Uber phủ kín tất cả các dịch vụ vận chuyển và đi lại. Uber gọi dịch vụ này là phương thức vận chuyển hàng hóa như một VIP. Tháng 3 năm đó, hãng này bắt đầu tiến trình mua lại ứng dụng bản đồ Dakara nhằm giảm phụ thuộc vào Google Maps. Tiếp đó, dịch vụ chuyển đồ ăn theo yêu cầu Uber Eats ra đời, thí điểm tại 4 thành phố Los Angeles, Barcelona, Chicago và New York. Tháng 5 năm 2015, Uber tuyển dụng 40 nhân viên từ Đại học Công nghệ và Máy tính hàng đầu của Mỹ Carnegie Mellon để phục vụ cho dự án chế tạo xe tự lái. Tiếp đó, Uber ra mắt dịch vụ xe tự lái đầu tiên tại Pittsburgh với dòng xe Ford Fusion được trang bị 20 camera, 7 máy laser, định vị GPS, hệ thống LiDAR và thiết bị radar cho phép tạo bản đồ 3 chiều sử dụng các địa danh và nhiều thông tin địa điểm khác để theo dõi vị trí. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cơ quan quản lý xe cơ giới California đã thu hồi 16 xe tự lái thử nghiệm của Uber và buộc dừng hoạt động này tại bang. Sau đó, Uber chuyển chương trình sang Arizona. Năm 2016, Uber tiếp tục hợp tác với Airbus, cung cấp dịch vụ Uber Copper thử nghiệm trong một tháng. Dịch vụ trực thăng này có giá 63 đô la hoạt động tại thành phố São Paulo, vốn nổi tiếng với tình trạng tắc nghẽn giao thông. Uber hóa của cách mạng dịch vụ trong kỷ nguyên Internet. Thuật ngữ Uber nhận được sự quan tâm không chỉ của người kinh doanh và người sử dụng dịch vụ vận tải, mà còn cả các nhà quản lý và hoạch định chính sách, bởi chính sách Uber hóa nhắm vào một thị trường có tính địa phương, gồm nhiều phân khúc với nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ. Tại các quốc gia có mạng lưới logistics chưa phát triển, Uber hóa sẽ giúp các cá nhân và doanh nghiệp giảm đáng kể hành trình không tải, từ đó góp phần tăng năng suất, giảm chi phí vận tải, giảm mật độ lưu thông. Với những ưu điểm vượt trội đó, hiện tượng Uber hóa lĩnh vực logistics đã diễn ra tại rất nhiều quốc gia từ năm 2015. Bằng chứng là Uber đã nghiên cứu mở rộng dịch vụ vận tải hàng hóa, chứ không chỉ đơn thuần là vận tải hành khách. Chẳng hạn như Uber thử nghiệm giao hàng cho website bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon, hợp tác với Kiehl's và A-Commerce để phân phối các sản phẩm của Kiehl's ở Bangkok. Tại Philippines,
Uber đã phối hợp với LBC Express, một trong những công ty vận chuyển hàng hóa và dịch vụ logistics lớn nhất Philippines, để giao quà Giáng sinh theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Uber đã bắt đầu triển khai kết nối giao nhận hàng hóa đường bộ tại Hồng Kông, góp phần giảm chi phí vận tải và giá cả các loại thực phẩm. Việc kết nối vận tải hàng hóa bằng trực thăng, đường biển cũng được Uber thí điểm tại 6 quốc gia. Thêm vào đó, Uber sẽ nhận khoảng 600 triệu đô la Mỹ từ Baidu của Trung Quốc để thúc đẩy mở rộng thị trường của họ tại châu Á. Đặc biệt, Uber cũng đã mở một dịch vụ chuyển phát nhanh Uber Rush. Đây là những lĩnh vực rất tiềm năng, đáp ứng được nhu cầu của người dân và các doanh nghiệp. Có thể nói, xu hướng Uber hóa ngày càng chứng tỏ tính ưu việt, hiện đại của mình so với các cách làm dịch vụ truyền thống. Bản thân xu hướng này cũng đã được các bạn trẻ nhanh nhạy áp dụng đưa vào các ý tưởng sự nghiệp của mình, tiêu biểu như dự án Region, giành giải quán quân cuộc thi FBAIC 2016, hay Quicksilver, á quân cuộc thi khởi nghiệp cùng Kowai 2016. Nhiều bạn trẻ được truyền cảm hứng không chỉ về một định hướng khởi nghiệp mà còn về cách làm dịch vụ của thế kỷ 21, năng động, chuyên nghiệp, chuyển động không ngừng. Bê bối bủa vây. Uber thành công về mặt kinh doanh, đó là điều không ai phủ nhận. Nhưng xét về mặt scandal, thương hiệu này cũng khiến cho nhiều người phải giật mình. Không chỉ quá nhiều về số lượng, các vụ bê bối của Uber phủ sóng ở mọi mặt trận, từ chiến lược kinh doanh bị cho là vô đạo đức đến cáo buộc về lạm dụng tình dục hay văn hóa doanh nghiệp tồi tệ. Tháng 1 năm 2012, Uber lần đầu tiên bị phản ứng dữ dội vì chính sách tăng giá surge pricing dịp giao thừa, giá đắt hơn từ 3 đến 6 lần so với thông thường. Đến tháng 11 năm 2012, vì siêu bão Sandy, gần như mọi phương tiện công cộng ở New York đều ngừng hoạt động, nhu cầu sử dụng dịch vụ của Uber tăng rất mạnh và giá lại tăng gấp đôi. Sau khi bị phản ứng quá gay gắt, công ty đã phải đưa giá trở lại mức bình thường, dù vẫn phải trả cho tài xế số tiền gấp đôi. Sang năm 2013, tài xế Uber đâm đơn kiện công ty. Lá đơn đại diện cho 350.000 tài xế hiện đang hoặc đã từng lái xe cho Uber ở California và Massachusetts cho rằng họ nên được đối xử như những nhân viên chứ không phải lao động hợp đồng thời vụ. Nếu các tài xế được coi là nhân viên chính thức, họ sẽ có một số quyền lợi như tiền lương tối thiểu và bảo hiểm y tế. Chưa kể, nhân viên Uber còn bị cho là cố tình pha đám tài xế của các đối thủ khi đã giả làm hành khách, lập tài khoản Get chỉ để đặt xe rồi sau đó lại hủy chuyến trên ứng dụng Get Taxi. Bản thân lãnh đạo Uber cũng dính tới scandal ở Mỹ. Tháng 2 năm 2014, phát ngôn của CEO Kalanick làm dấy lên câu hỏi về văn hóa đối xử với phụ nữ ở Uber. Những phát ngôn hàm ý miệt thị phụ nữ và câu nói khi ở Miami, thà đi tiệc tùng thâu đêm còn hơn là làm việc của Kalanick được thuật lại trên GQ bị rất nhiều người nhìn nhận chính là lá cờ đỏ báo động về văn hóa xuống cấp của Uber. Chưa kể Emil Michael, người từng là phó chủ tịch cao cấp của Uber, từng đưa ra ý kiến chi 1 triệu đô la Mỹ để thuê một nhóm điều tra thông tin đời tư của các phóng viên đã đưa tin về Uber để cho giới truyền thông tự nếm vị đắng của những gì họ từng làm. Sau này Michael phải lên tiếng xin lỗi và khẳng định đây chỉ là bình luận cá nhân, không phản ánh quan điểm của Uber. Cũng trong năm 2014, Uber bị cấm ở Delhi sau khi buộc tội tài xế Uber đã tấn công nữ hành khách. Sang năm 2015, tài xế taxi truyền thống ở Pháp gọi Uber là khủng bố kinh tế. Giới chức Pháp đã vào cuộc điều tra Uber sau khi một loạt tài xế taxi đình công để phản đối dịch vụ đi chung xe giá rẻ Uber Pop. Khủng bố kinh tế là từ được nhiều tài xế ở Paris sử dụng để ám chỉ mức giá thấp, giờ giấc linh hoạt và cách mà Uber đang hoạt động ở bên ngoài vòng pháp luật. Sau đó, tòa án Pháp đã quyết định đình chỉ dịch vụ Uber Pop. Bước sang năm 2017, Uber lại gây chấn động khi Bloomberg phanh phui việc công ty đã trả cho hacker 100.000 đô la Mỹ để giấu nhẹm vụ tấn công, mà trong đó, dữ liệu cá nhân của 56 triệu người, bao gồm cả hành khách và tài xế Uber đã bị đánh cắp. Điều đáng nói là trong khi những người bị hại chỉ vừa mới biết tin này, cựu CEO Travis Kalanick đã biết về vụ này từ năm ngoái. Đến tháng 6 năm 2017, Travis Kalanick tuyên bố thôi chức CEO Uber. Việc này diễn ra đúng thời điểm Uber bị Susan Fowler, một cựu kỹ sư, tiết lộ. Cô đã bị cấp trên quấy rối và phân biệt đối xử tại công ty. Sau đó Alphabet, công ty mẹ của Google, kiện Uber ăn cắp bí mật thương mại về xe tự lái. Chấp nhận rút lui, yếu thế hay chiến lược?
sau thời gian bành trướng, Uber chính thức rút lui ở nhiều khu vực, đầu tiên là thị trường đông dân nhất thế giới, Trung Quốc. Hãng đã bán lại mảng kinh doanh của mình cho Didi, ứng dụng địa phương thuộc sở hữu của tỷ phú Jack Ma, với giá 35 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016. Tháng 7 năm 2017, Uber cũng tiếp tục rút khỏi Nga sau khi ký thỏa thuận với Yandex. Sang năm 2018, Grab đã công bố mua lại toàn bộ hoạt động của Uber tại Đông Nam Á. Đổi lại, Uber có 27,5% cổ phần trong Grab. Đây là thương vụ lớn nhất của một công ty công nghệ trong khu vực, cho phép Grab tiếp nhận các hoạt động của Uber tại 8 quốc gia: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Việc liên tiếp rời khỏi những khu vực từng đầu tư rất nhiều, Uber khiến nhiều người có cảm giác hãng này ngày càng nhỏ bé trong thị trường gọi xe đang phát triển nhanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đánh giá, hành động này được xem là một nước cờ khôn ngoan của Uber. Khi không thể tạo nên đột phá trong việc mở rộng, hãy tập trung vào khu vực mang đến lợi nhuận tốt nhất, làm ít nhưng hiệu quả hơn. Lý do đầu tiên giải thích cho sự rút lui của Uber chính là CEO Dara Khosrowshahi đang gặp áp lực trong việc tạo ra bản báo cáo tài chính thật đẹp nhằm đưa Uber tiến hành IPO vào năm 2019. Quyết định rút khỏi các thị trường tốn kém như Đông Nam Á sẽ giảm thiểu tài chính cũng như thúc đẩy lợi nhuận cho Uber. Trong thông báo gửi đội ngũ nhân viên, vị CEO này chia sẻ, một trong những rủi ro tiềm ẩn trong chiến lược toàn cầu của Uber là chúng ta tham gia vào quá nhiều cuộc chiến, tại quá nhiều trận địa với quá nhiều đối thủ. Do đó, ông quyết định sắp xếp lại hoạt động kinh doanh để tập trung vào những thị trường trọng tâm với mục tiêu gia tăng giá trị, cũng như thị phần ở những khu vực mang đến lợi nhuận thật sự cho hãng. Nhìn từ bên ngoài vào thì nhiều người đánh giá là Uber đang trên đà thoái trào. Tuy nhiên thực tế cho thấy là việc tập trung vào những thị trường mục tiêu sẽ giúp cho Uber tăng trưởng ổn định hơn. Việc rút khỏi Đông Nam Á được các chuyên gia đánh giá cao và họ cho rằng đó chính là điều kiện giúp Uber có thể IPO thành công trong năm 2019. Hiện tại thì hãng không còn những kế hoạch mở rộng thị trường hay bành trướng như trước, thay vào đó họ sẽ tập trung vào phát triển bền vững ở thị trường mục tiêu của mình. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.